Cảm ơn các bạn đã trở lại kênh Life and Travel, biệt danh Anh Hai Cần Thơ. Xin các bạn nhớ bấm nút like và subscribe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chuẩn bị đội lên Thay Nhớt các bạn. Mình quay cho các bạn coi đây. Giờ anh chuẩn bị đội xe lên nha các bạn. Các bạn làm ở nhà thì các bạn đội lên, mà các bạn nằm ở dưới thì nhớ mình xài những cái cây trống để mình chịu lại, phòng hờ cái đội nó sập nha. Rồi đưa bốn cái càng vô, sau đó mình bấm nút thôi. Xe này cũng còn đẹp đó chứ. Rồi bây giờ anh xả con ốc bù lon của cái mâm nhớt số 14 các bạn. Chiếc này 2009 Camry. Thì cái giá xe này chắc ở đây mình đoán khoảng cỡ coi bao nhiêu ngàn mao rồi, xe này chạy được 149.000 mao. Là khoảng cỡ 3.000 đô giá ở đây. Còn ở Việt Nam bao nhiêu thì mình không biết. Nếu các bạn nào biết giá cả ở bên Việt Nam thì xin các bạn comment ở dưới cho mình biết nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi bây giờ anh mở cái oil filter. Oil filter xe này thì bằng sắt, nó cũng dễ chứ không khó. Làm quen rồi cái ô filter này, số mấy anh nhớ không anh? Nhớ chứ. Số mấy anh? 1476. Wow, hay gì ta? Đâu cái số đâu? Số đây. Đâu đâu đâu. Đó, tụi ta bốn máy. 476. Wow. Cái gì vậy? Còn còn ai số nào nhớ nữa không? Số biển số ở Việt Nam nhiều cũng nhớ hết. Ở Bến Tre. Bến Tre 71. Wow. Quận Tư. Quận Tư nó ở Sài Gòn thì nó tính chữ là chữ chữ Z. Ở chữ chữ Z á. Z. Ở quận Tư. À. Quận 1 là chữ T. Ở Sa Đéc. Ở Sa Đéc 66 Đồng Tháp. Ôi. Sao nhớ hay vậy? Ở Cần Thơ. Cần Thơ 65. Ôi, quê tôi cũng nhớ luôn. Rạch Giá. Giá 68. Ôi. Ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Phố Hồ Chí Minh là hàng năm. Oh. Wow. Từ 51 tới 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 60 là Đồng Nai. Hay thiệt, nhận hay. 61 là Sông Bé cũ, bây giờ là Bình Dương. Ừ. 62 Long An. 63 Tiền Giang. Wow. 64 Vĩnh Long. Hay gì ta? 65 Đồng Thơ. 66 Đồng Tháp. 67 An Giang. Sao nhớ hay vậy ta? 68 Kiên Giang. 69 Minh Hải cũ, bây giờ đổi thành là Bạc Liêu. Man. Bạc Liêu Cà Mau vậy đó. Rồi 70 thì nó về Tây Ninh. Rồi các bạn nghe thấy không? Nếu các bạn có thấy cái gì mà ảnh nói sai đó thì các bạn comment cho mình biết để mình theo dõi cái 70 nó Tây Ninh, rồi 71 nó về lại Bến Tre. Wow. Các bạn nghe không? Nó chạy ra Vũng Tàu. Những mà thường ở Việt Nam là số hai số thôi hả? Số gì? Hả Thương? Số gì? Bạn số xe hai số đầu là hai số đầu là chỗ địa phương phải không? Ờ, ví dụ như 68H785649 gì đó. Ồ. Bây giờ anh xiết con ốc nó vô lại các bạn. Rồi anh xiết ốc nó xong rồi, với cái oil filter xong anh hạ xuống đó các bạn.
Giờ anh lấy nhớt 4 bình rưỡi. Trong vàng khè luôn. Nhớ này cho 3.000 mau nha các bạn. 3.000 mau thì chạy được 5.000 cây số thôi. Ở đó. Nhớt đó bán khoảng cỡ 4 đồng một bình đó các bạn. Ở Việt Nam thì bao nhiêu thì mình không biết. Có loại 9 đồng một bình, 6 đồng một bình, 7 đồng một bình tùy theo hiệu. Rồi nhớt mà thùng phi á, rất là rẻ, mình ở đây mình không chơi nhớt đó. Nhớt thùng phi thì như có 1 đồng mấy, 2 đồng à, một bình à. Người ta nói nhớt đó, nhớt phục cái gì recycle, phục hồi lại, mình không chơi. Anh đổ gì không cần quặn là có khi là nó đổ ra ngoài không? Không hả? Nếu mà có người ta chủ xe đứng đây, nếu mà văng một giọt ra ngoài là thay nhớt free luôn. Ghi cái sticker rồi cái anh ngưng được rồi. Rồi, thế là xong. Rồi, xin hẹn gặp lại các bạn video kỳ tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào, bye bye. Rồi, anh có ghi sẵn cái anh sẽ ghi cái sticker anh bỏ lên trên cái kiến luôn. Cộng 3.000 mao. Đây, anh có ghi sẵn đây các bạn. Rồi, mình dán lên trên đây. Rồi đó, 3.000 mao mình dán lên trên cái kiến cho người ta. Để người ta mai mốt người ta chạy người ta thấy. Rồi, bye bye.